Cảm xúc thăng hoa và tuyệt vời nhất trong trái tim mỗi người chính là tình yêu đôi lứa. Tiếp nối thành công mùa 1 về tình mẹ của chương trình Chào nhé yêu thương với mong muốn lan tỏa những câu chuyện thật ấm áp, những trải nghiệm thú vị, những thông điệp đầy ý nghĩa về tình yêu. Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phát động cuộc thi sáng tác với chủ đề Tình yêu đôi lứa. Chính thức khởi động từ ngày 30 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2024. Ban tổ chức đã đón nhận được hơn 300 tác phẩm gồm nhiều thể loại khác nhau, bài báo, bài cảm nhận, thơ, tản văn đến từ các nhà văn, nhà báo, bạn đọc, khán thính giả gần xa trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia hưởng ứng. Đã có 225 tác phẩm được lựa chọn đăng tải trên chuyên trang Chào nhé yêu thương báo in và báo điện tử BBTV. Chủ đề của mùa 2 này là về tình yêu thì mình cũng có được chọn đăng 16 tác phẩm và đó đều là những cái câu chuyện mà mình góp nhặt được từ cuộc sống xung quanh mình. Và mình nghĩ rằng thông qua cái chương trình Chào nhé yêu thương thì các cộng tác viên cũng như là độc giả sẽ có cái cơ hội trải lòng mình cũng như là nhìn lại được bản thân mình thông qua các cái câu chuyện trong chuyên mục Chào nhé yêu thương. Sau nhiều vòng xét tuyển, ban tổ chức đã lựa chọn được 10 tác phẩm đoạt giải xuất sắc và 1 tác phẩm đoạt giải đặc biệt. Mỗi tác phẩm đều là những câu chuyện tình yêu mang những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui vẻ, hạnh phúc, đau buồn, tuyệt vọng, hờn ghen, yêu thương chân thành. Ở đó là câu chuyện trong sáng về mối tình đầu khó quên, nỗi nhung nhớ khi phải yêu xa, những tương tư xúc cảm của những người phải yêu trong thầm lặng. Đó là những thử thách chông gai phải vượt qua để có được một tình yêu trọn vẹn. Sau tất cả, tình yêu luôn là động lực giúp cho mỗi người trở nên mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn trở ngại để có cuộc đời hạnh phúc, tươi đẹp. Bài viết tôi lấy cảm hứng từ con tim, từ chính những gì xuất phát từ trái tim của mình. Và thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu rằng là chúng ta đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Bởi vì cho dù trong cuộc sống có những lúc chúng ta mua nhầm vé xe và lên nhầm xe, chúng ta đi lạc lối, nhưng mà hãy đừng tuyệt vọng. Hãy tin rằng ở đâu đó trên thế gian này có một nửa thực sự đang chờ đợi bạn. Và chắc chắn rằng nếu mà chúng ta gặp đúng lúc, yêu đúng người thì đó sẽ là một món quà vô cùng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Tình yêu đôi lứa thì hết sức đa dạng và muôn màu muôn vẻ, bởi vì có nhiều người hạnh phúc gặp được cái người tình đầu cũng là tình cuối, thì khi đó thì họ sẽ có một cái cuộc sống hết sức là hạnh phúc và đầy viên mãn. Còn cũng có những người gặp rất là nhiều khó khăn để đến một cái giai đoạn là đến một cái lúc nào đó họ sẽ tìm được cái người lý tưởng trong cuộc đời của mình. Bài viết của tôi là mong muốn truyền một cái nguồn năng lượng tích cực đến cho các bạn. Các bạn hãy tận hưởng cái khoảng thời gian mình còn độc thân để mình cảm thấy cuộc đời hết sức là ý nghĩa. Mình tạo dựng một cái sự nghiệp và mình tạo cho mình một cái cuộc sống là chất lượng nhất. Đến một lúc nào đó hy vọng hai người sẽ tìm gặp nhau, vun đắp cái hạnh phúc tình yêu đôi lứa. Tôi mong muốn nhận được cái sự đồng cảm của các bạn và truyền một cái điều gì đó hết sức là tích cực đến cho cuộc sống này. Xưa giờ thì tình yêu vẫn là một cái chủ đề mà chúng ta khai thác như là gần như là vô tận. Rất là nhiều tác giả viết về tình yêu. Tuy nhiên thì mỗi tác giả đều mang một màu sắc khác nhau. Đó chính là vì sao? Vì tình yêu nó có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, rất là nhiều dư vị. Và mỗi người thì có một cách nhìn nhận khác nhau về tình yêu. Mình nghĩ tình yêu thì cũng cần phải học. Trong mọi câu chuyện trong cuộc sống thì mình cũng đều phải học. Và tình yêu cũng như vậy. Nếu mà mình trải qua thì ở một mối tình mình sẽ học được một điều gì đó, góp nhặt lại để rồi đến mối tình cuối cùng chúng ta sẽ đem đến một cái sự trọn vẹn nhất để nó có được một cái kết quả mà viên mãn nhất mà con người chúng ta chọn lựa. Là chủ đề đầy cảm xúc và ý nghĩa, Chào nhé yêu thương mùa 2 đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự cổ vũ nhiệt tình của bạn đọc, bạn nghe và xem đài, cả trong và ngoài nước. Có bài viết được hơn 5.000 lượt xem, có bài viết được lan tỏa sâu rộng trên 4 loại hình báo chí. Những cái thông tin, những cái bài viết, những cái câu chuyện về tình yêu hết sức cảm động, thi vị và hấp dẫn. Những cái khát khao trong tình yêu hay là những cái câu chuyện, thậm chí là những cái câu chuyện buồn mà trong tình yêu cũng làm cho chương trình Chào nhé yêu thương thêm hấp dẫn hơn. Và chúng tôi cũng đã có thêm những cái thông tin, có những cái gợi ý rất là đề tài, rất là hấp dẫn cho cái chương trình Chào nhé yêu thương từ độc giả, từ những cây bút ở trong cái gợi bài về dự thi cùng với BBTV. Và từ cái thông tin đó làm cho cái chương trình của Phát Thanh Truyền Hình phong phú hơn, và chúng tôi có nhiều chất liệu của cuộc sống hơn từ độc giả của mình, từ những cái bút mà gửi về cho chương trình. Và tất cả điều đó làm cho cái chương trình Chào Nhé Yêu Thương của BBTV nó sát thực với cuộc sống hơn, và đi về làm người hơn, và có sức lan tỏa tốt hơn. Yêu thương cũng giống như những khoảnh khắc trong cuộc sống này, đôi khi thật dễ, lại có khi thật khó để có thể nắm giữ được. Chào Nhé Yêu Thương ước mong sẽ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, sẽ được lắng nghe, lan tỏa những câu chuyện bình dị, ấm áp tiếp theo ở mùa 3, chủ đề mới về tình bạn. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền Hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.